Thưa quý vị, rằm tháng Giêng hay còn gọi là Tết Nguyên Tiêu, theo quan niệm của người xưa là ngày trăng tròn đầu tiên của năm mới diễn ra vào ngày 14 và 15 tháng Giêng hàng năm. Vào ngày này, đông đảo người dân đi lễ chùa, dâng hoa lễ Phật, cầu nguyện cho đất nước hưng thịnh, người người bình an, sung túc và hạnh phúc. Dự lễ chùa kết hợp với du xuân đã thu hút du khách đến với các khu du lịch tâm linh, cũng chính là thế mạnh phát triển du lịch, góp phần quảng bá hình ảnh, tiềm năng về đất và người Bến Tre. Lễ chùa rằm tháng Giêng là nét đẹp văn hóa của người Việt, ý nghĩa của lễ được gìn giữ và lưu truyền qua bao đời nay. Với tên gọi rằm tháng Giêng hay Tết Nguyên Tiêu, có nghĩa là đêm rằm đầu tiên của năm mới. Ngoài ra, Tết Nguyên Tiêu còn được gọi là Tết Thượng Nguyên, nhằm phân biệt với hai dịp rằm lớn khác là Tết Trung Nguyên rằm tháng 7, Tết Hạ Nguyên rằm tháng 10. Bên cạnh đó, rằm tháng Giêng cũng là một dịp lễ quan trọng đối với Phật giáo. Tương truyền người dân hay nói lễ Phật quanh năm không bằng ngày rằm tháng Giêng. Ngày rằm tháng Giêng á, đó là một cái ngày lễ đặc trưng của Phật giáo nói chung. Và cái đặc trưng hơn nữa là cái Phật giáo Nam Bộ. Nó gắn liền với đời sống của bà con nhân dân, tín đồ cũng như là không phải là tín đồ Phật giáo. Cái ngày rằm tháng Giêng á, nó còn trong cái khung cảnh của dư âm của cái ngày Tết cổ truyền, gắn liền với cái ngày lễ cầu an đầu năm, và nó có nhiều cái ý nghĩa trong cái ngày rằm tháng Giêng. Đầu năm thì người ta thường hay đi chùa lễ Phật để cầu xin một cái năm được bình an, một cái năm được đầy đủ những cái thuận duyên trong cái công việc cho tới gia đình, và cái mỗi cái việc người ta đều sinh vào cái đầu năm. Cứ đến dịp rằm tháng Giêng mỗi năm, đông đảo người dân vẫn duy trì nét đẹp văn hóa truyền thống đi chùa lễ Phật, thờ cúng tổ tiên đậm chất nhân gian để cầu một năm mới mưa thuận gió hòa, bình an, may mắn đến với gia đình thân tộc. Đa số người Việt tin rằng đi lễ chùa đầu năm hay vào các ngày rằm không chỉ là để ước nguyện mà còn là thời gian để con người tìm về với chốn bình yên, thanh tịnh, giúp họ xua tan đi những bộn bề lo toan của cuộc sống. Tại các chùa, đông đảo người dân du xuân đến chùa lễ Phật và tham quan cảnh đẹp, tìm hiểu về những kiến trúc, câu chuyện chốn linh thiêng. Tôi thì có cái nhân duyên là sẽ viếng chùa đầu năm để mình hồi hướng công đức này, để cho bá tánh sớm mau phục hồi trở về con đường thánh thiện và từ bi hơn, để cho cái cuộc đời này không có dính trong nhân quả đau khổ. Mà nhân quả đau khổ này là do chúng sanh tạo. Thì hôm nay có cái quả đó thì chúng tôi đã ngộ được cái chân lý của thầy Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, và thấy cái này quá diệu diệu, tôi an lạc. Thì tôi đi chùa chiền là để làm gì? Để nguyện cầu cho quốc thế dân an, thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc, và cầu nguyện cho ai ai cũng biết thương yêu và tha thứ, đừng có ỷ mạnh hiếp yếu mà đau khổ trong cõi đời này. Hôm nay chị em chúng tôi về tỉnh Bến Tre để viếng mười phương chư Phật, về đến lễ chùa, và chùa rất là trang nghiêm và sạch sẽ, và đón tiếp niềm nở, và để cầu nguyện cho quốc thế dân an, thái bình, dân gian được an lạc và no cơm ấm áo. Lễ chùa ngày rằm tháng Giêng là nét đẹp văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Ngày nay, không chỉ Phật tử đi lễ chùa mà cả người không theo đạo Phật cũng thường xuyên đến chùa cầu bình an nhân các dịp lễ Tết. Việc gìn giữ nét đẹp lễ chùa ngày rằm tháng Giêng góp phần thể hiện tinh thần đạo Pháp và dân tộc về giới giá trị chân thiện mỹ trong cuộc sống.